Chào các bạn đến kênh Xe Phong Cách 24 giờ. Winner cho Mercedes dọn đẹp rất ngay lòng người. Chiếc con tay đang gây sốt ở giới trẻ Việt Nam với ngoại hình đầy phong cách và nam tính, mạnh mẽ về khối động cơ DOC trên Mercedes của mình, đem lại rất nhiều cảm hứng cho những tay đậu xe trong nước. Và có từng hàng loạt bản độ được xuất hiện với rất nhiều phong cách khác nhau. Điển hình chiếc Winner sau đây được chủ xe dọn lại một vẻ đẹp đầy sức hút và ngất ngay lòng người. Winner cho mươi độ đầy phong cách của dân chơi Việt, khoác mình một phong cách mới đậm chất thể thao, nổi bật hơn trong bộ cánh tem đấu Dassel với ba màu đặc trưng đỏ, trắng, cam. Chủ xe đầu tư những ốp tình hàng hiệu cực kỳ chất như trang bị Rebel, RCS. Bên cạnh đó là cụm con thể thao CRR thể thao đầy sắc sảo, nâng cấp cho cụm phanh trước khủng hơn với heo Rebel Hybrid đã xứng. Bên cạnh trang bị thêm đèn LED chợ sáng. Tương tự, hệ thống bánh sau cũng được nâng cấp với heo Rebel, giảm sóc sau chất hơn khi được trang bị cặp phục Holley chính hãng. Một bản độ cực kỳ ấn tượng và chất chơi của dân chơi Việt phải không các chơi? Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn lại kế tiếp, nhớ like, share, nhấn subscribe.